Empire City là khu phức hợp với vị trí đắc địa ngay khu đô thị mới Thủ Thiêm và mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án bao gồm tòa tháp 88 tầng, khu khách sạn 5 sao. Empire City Thủ Thiêm là dự án căn hộ quận 2 của Liên minh chủ đầu tư Capland Việt Nam, Tiến Phước và Go Capital Partners. Căn hộ Empire City tọa lạc tại khu chức năng số 2, khu 2B, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Tổng diện tích đất 730,000m², mật độ xây dựng 49,8%, số block 11, tầng hầm 2-5, tầng thương mại 5, tầng căn hộ 18-88 tầng. Tổng số căn hộ có tổng cộng 3.000 căn hộ. Dự án đã hoàn thiện 02 tòa Linden Residence và Tille Residence, tòa Cop Residence chuẩn bị hoàn thiện, tòa Nara Residence đã xong móng hầm. Giá giai đoạn 1 từ 2.500-2.800 USD trên mét vuông, từ 62.36 triệu trên mét vuông gồm VAT. Giai đoạn 2 từ 3.200-3.600 USD trên mét vuông. Giai đoạn 3 từ 4.000-4.500 USD trên mét vuông. Giai đoạn 4 từ 5.000 USD trên mét vuông. Empire City là khu phức hợp với vị trí đắc địa ngay khu đô thị mới Thủ Thiêm và mặt tiền sông Sài Gòn. Dự án bao gồm tòa tháp 88 tầng, khu khách sạn 5 sao, khu thương mại, khu văn phòng, căn hộ cao cấp và nhà phố thương mại. Dự án được phát triển như một thành phố trong lòng thành phố, mang đến cho cư dân một môi trường sống, làm việc và giải trí tốt nhất. Với tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và khu trung tâm hiện hữu của thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị mới Thủ Thiêm được quy hoạch phát triển thành trung tâm kinh tế, thương mại và tài chính lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, mang đến hàng loạt các hoạt động về văn hóa, thư giãn và giải trí. Thông qua đại lộ Đông, Tây và hầm Thủ Thiêm, thời gian di chuyển từ dự án Empire City đến khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 5 phút. Đây là một trong những dự án quận 2 hiện đại và tốt nhất trên thị trường. Điểm nhấn của Empire City là tòa tháp 88 tầng. Empire 88 Tower được đánh giá sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt quy hoạch của thành phố nhờ kiến trúc cộng hưởng với thiên nhiên. Được thiết kế để tạo ra môi trường dung hòa giữa cảnh quan tự nhiên với các đại đô thị đang phát triển nhanh chóng, Empire 88 Tower gồm 3 tòa nhà chọc trời với tòa tháp trung tâm cao 333 mét, có kết cấu khối đế được xây dựng như một khu vườn thu nhỏ. Vị trí dự án Empire City nếu xa lơ tọa lạc ngay khu chức năng số 2, khu 2B, khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Đại Quang Minh nằm ngay trung tâm Thủ Thiêm thì Empire City cùng Eco Smart City được đánh giá là vị trí vàng trong vàng. Dự án nằm liền kề hầm Thủ Thiêm với một mặt trải dài trên trục đường Mai Chí Thọ, đại lộ Đông Tây và một mặt giáp sông Sài Gòn với tầm nhìn vĩnh viễn hướng về trung tâm thành phố. Empire City nằm ở phía nam của khu lõi trung tâm thuộc khu chức năng số 2 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, là tổ hợp gồm khu trung tâm thương mại cao cấp, khách sạn 5 sao, văn phòng và đặc biệt là tòa tháp đa năng cao 88 tầng, điểm nhấn cao nhất khu đô thị mới Thủ Thiêm và cũng là tòa nhà cao nhất Việt Nam trong tương lai. Từ Empire City Thủ Thiêm, cư dân có thể dễ dàng kết nối đến khu vực trung tâm quận 1 cũng như đi đến rất nhiều quận lân cận khác như quận 9, quận 7, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, liền kề đại lộ Mai Chí Thọ, đại lộ Đông Tây. Di chuyển đến xa lộ Hà Nội và cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây vô cùng nhanh chóng. Giáp ngay dòng sông Sài Gòn uốn lượn, gần ngay các tụ điểm thương mại, khu mua sắm, giải trí, trường học quận 2 khoảng 6-8 phút. Kết nối với khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 khoảng 15 phút.